Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình test cái cặp súp này nha các bạn nha. Mình sẽ tiến hành mình test cái cặp súp này. Cái cặp súp này là của bạn Chí Nguyện nha. Bạn Chí Nguyện ở Kiên Giang nha các bạn. Bạn Chí Nguyện này ở Kiên Giang. Thì các bạn còn nhớ cái cặp loa cùi bắp này của mình không các bạn? Đó, cái cặp loa súp 50 nè. Đó, cái này sản phẩm này hình như của Sơn Tùng, thấy cái tem dán này các bạn. Của Sơn Tùng. Đó, nhưng mà không sao, cái này thì nói chung nó chưa có quyết định được tất cả nha các bạn. Đó, còn do cái súp mình đóng là nó có ok không nữa, chứ không phải là cái cặp loa là nó là quyết định hết đâu. Bởi vì thường thường mình nói với các bạn rất là nhiều về cái vấn đề mà cái vỏ súp nha. À, nếu mà cái vỏ mà nó đánh không ra rồi thì dù cho các bạn xài cái loa tốt cỡ nào đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ ra nổi. Đó, và cái thứ hai nữa thì nếu như các bạn mà có một cái cặp vỏ nó tốt rồi mà các bạn không được cái cặp loa nó tốt nữa thì nó cũng vô dụng. Đó, cho nên là vì thế là về cái vấn đề công suất của cái loa và cái vỏ nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Nó hỗ trợ lẫn nhau về những cái mà tiếng súp của chúng ta nha các bạn nha. Đó, cho nên là về cái vấn đề này thì hiện tại thì mình sẽ là test cho các bạn nghe. Đó, về cái vấn đề là cái cặp vỏ này nó sẽ hỗ trợ cho cái cặp lo này. Đó, nó làm việc như thế nào. Đó, cho nên là mình mới nói là nó có cái liên quan nhau rất là chặt chẽ. Đó, nếu mà chúng ta có một cái dòng loa giữ mà không cái vỏ không giữ thì cũng không được gì, mà chúng ta được cái cặp vỏ giữ mà không được cái cặp loa giữ thì nó cũng không được gì hết nha các bạn nha. Cho nên là vấn đề đó thì rất là quan trọng. Thì hôm nay mình sẽ test cho nó quay cái hướng về hướng này các bạn. Cái video trước đó thì mình đứng mé bên đó đó, mình quay ngược trở lại để mình nghe cái tiếng súp nha. Rồi hôm nay thì mình quay về hướng này. Đó là tại vì cái video trước mình cũng có nói với tất cả các bạn đó. Mình quay về cái hướng đằng đó thì người ta nói mình cố tình mình quay về cái hướng đó để mà mình tra tấn người ta. Thì hôm nay mình sẽ quay về cái hướng đằng này. Đó, thì tuy rằng cái súp này, súp 5 này nó hướng về đây thì nó sẽ chịu ảnh hưởng một cái lực cản là của cái mí dắp này nha các bạn nha. Đó, cho nên về cái vấn đề mà mình quay chắc có lẽ nó cũng hơi dở hơi về cái hướng kia. Tại vì cái hướng kia là cái hướng nó trống trải, mình dễ quay cho các bạn xem. Còn nó quay về cái hướng này thì nói chung thì nó sẽ hơi khó đó các bạn. Nhưng mà kệ đi, thà khó trong cái hoàn cảnh này chứ còn để người ta nói mình quay cái hướng lo về người ta để tra tấn người ta thì nó cũng hơi khó các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay về cái hướng này luôn. Đó, thì mình test nhiêu thì được nhiêu các bạn. Đó, cái vấn đề này không còn thành vấn đề nữa. Đó, không cần là nó không cần cái video mình nó phải là tuyệt vời giống như những cái anh em chuyên nghiệp đâu. Anh em chuyên nghiệp người ta có chỗ nơi sạch sẽ này kia, người ta test các bạn xem cái video của người ta nó rất là bắt mắt. À, các bạn xem là các bạn ghiền liền. Còn cái video của mình, cái kênh của mình thì nó luôn luôn là cùi bắp như thế. Đó, đó là tại vì cái hoàn cảnh thôi. Chứ còn thật sự mà nói cũng không ai muốn nghèo khổ các bạn ơi. Không có ai muốn khó khăn hết. Nhưng mà tại vì cái số phận của mình, ông trời ổng đưa tới đâu thì mình phải chịu tới đó thôi các bạn ơi. Chứ chúng ta không thể nào mà cãi là cái mệnh trời được. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp hai cái cặp loa này vào nha các bạn nha. À, thì nói chung thì mình muốn quay cho các bạn xem để các bạn biết rằng mình đang lắp về cái dòng loa gì. À, để không thôi tránh cái trường hợp các bạn nói là mình lắp cái loa xịn vô chổng mình test để cho các bạn nghe qua cái tai nghe. À, rồi khi mà mình quay thì quay cặp loa cùi bắp, mà tới khi test thì test cặp loa xịn nha. À, cho nên là mình muốn quay cho các bạn xem là mình trong nhà mình cặp loa này chỉ có một cặp loa 50 là duy nhất nha các bạn nha. Và nó sẽ làm việc xuyên suốt về cái vấn đề test các bạn. Rồi thì mình đã lên xong cái cấu hình này nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ dựng cái miếng lưới đó, mình sẽ không bắt lưới vô. Để cho các bạn thấy rằng là hai cái loa này thì hai cái loa cùi của mình nha. Cái này là cái màng thẳng các bạn thấy không? Bên đây là cái màng này, màng gần nè. Đó, cái loa cùi của mình đó. Các bạn thấy nó quen thuộc không?
nó rách màng lũng gân như tùm lum hết trơn các bạn ơi. Đó, cái gì mà nó ăn lũng lỗ quá trơn nè. Cái này thì nói chung làm lại thì nghe cũng ngon đó các bạn, mà mình mua sao về mình để đại vậy mình không có thời gian. Đó, đây cũng lũng hết lần nè các bạn, dán keo nè. Kệ đi các bạn ơi, củ ít lòng nhiều nha các bạn. Đó, các bạn đeo tai nghe vào để nghe cái vỏ súp này nó đánh nha các bạn nha. Cái còn các bạn đừng có nhìn vào cái lọ cùi của mình để đánh giá nha. Đánh giá coi cái vỏ nó ra như thế nào thôi, chứ đừng có đánh giá cái lọ của mình, lọ mình này nó quá xàm à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp ráp vào các bạn ơi. À, thì cái này thì mình câu cái phun nha các bạn, cho nên là nó đi hai cái kênh ra, cho nên mình móc cái đường này nè, nó mới đi ra cái đường này, nó mới đi ra cọng dây này. Thì bây giờ mình sẽ nối cái gắt này vô nha các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ kết nối vô, các bạn thấy không, nè vô. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái đường dây này coi mà nó có bị chạm, bị ấy gì không nha các bạn. Là một bên nha các bạn nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe cái súp nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ không mở cái phun mà mình sẽ mở cái súp trước cho các bạn nghe nha. Các bạn nhớ đeo cái tai nghe vào nha các bạn nha, để nghe cái chất âm thật nha các bạn. Cái này mà nói thật tình mà nói nha các bạn nha, nếu mà đúng mà cái súp Thái Lan đó mà cái hậu nó 79 như thế này thì nó quýnh khủng lắm các bạn ơi. Cái đó là mình nói thật sự nha. Nói chung là mình không có láo phét hay hoặc là khoác lác với các bạn đâu, có gì thì mình nói nấy nha các bạn. Các bạn thấy cái cặp lo của mình thì nó đã quá cùi các bạn, nhưng mà nó vô cái vỏ súp này rồi các bạn nghe nó còn cỡ đó. Nhưng mà các bạn nghe cho thật kỹ, cái tiếng súp nó hơi bọng một chút nha các bạn nha. Các bạn nghe cho kỹ, các bạn cảm nhận bằng thật sự, các bạn sẽ nghe cái súp nó hơi bọng. Là tại vì cái loa này nó không đáp ứng được cái hậu của cái vỏ này nha các bạn nha. Cho nên các bạn nghe nó lực thì nó hì hì thì có, nhưng mà cái lực thì nó hơi yếu chút xíu nha các bạn. Nhưng mà các bạn nghe cái độ mà nó hực là cái độ nó rất là lớn nha các bạn nha. Nghe nó rất là dữ. Các bạn nghe nó nện phinh 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 luôn. Bây giờ mình sẽ xin cái nền nhạc của cái anh Music không lời này nha. Mình sẽ test cho các bạn nghe cái khúc nhạc này luôn nha các bạn nha. Nói chung là cái nhạc của cái kênh của anh này rất là hay các bạn. Chép bass rất là hay. Mình quay cái hướng này là thấy cái bất lợi của mình là không có quay rõ cho các bạn xem được rồi đó. Bây giờ mình phải đi qua lộ mà. Các bạn thấy một cái chiếc loa mà để đạt được á, một cái chiếc loa mà đạt được về cái vấn đề mà nó mà cái tiếng bass nó chắc á, các bạn thấy vậy chứ nó rất là quan trọng các bạn, nó không phải là cái chuyện đơn giản. Các bạn cũng nghe rõ ràng rồi đó, cái súp này là cái hậu 79
Đó, nhưng mà các bạn thấy không, cái cặp loa cùi của mình nó đánh tuy rằng nó có cái tiếng súp, các bạn nghe nó rất là hùng hổ, nhưng mà các bạn đeo tai nghe vào, các bạn nghe cho kỹ, cái tiếng bass nó không có lực, nó không có lực bằng cái loa Thái Lan. Tại vì các bạn biết sao không? Cái lực của cái loa mình nó lùa chưa hết cái phạm vi của cái độ dài của cái vỏ này á, thì nó đã hết cái lực rồi các bạn. Cho nên là nó chỉ có cái độ hùng thôi, chứ còn nói cái độ lực thì chắc chắn nó sẽ không lực được. Đó, cho nên là, nhưng mà những cái người mà nói về cái âm thanh này họ dễ dãi, họ dễ tính á, thì họ nghe là họ phái rồi đó các bạn. Nhưng mà đối với những anh em mà nghe từng cái chi tiết của cái súp này á, thì các bạn nghe là các bạn biết liền à. Nếu như các bạn mà nghe đúng với lại cái chi tiết mà mình nghe trong cái súp nó quánh, là các bạn nghe các bạn biết liền, nó là nó chỉ có hì thôi, chứ thật sự nó không lực. Là tại vì cái cặp mà loa của mình nó quá cùi đi, cho nên là nó không đủ cái lực thổi của cái phạm vi nó dài như thế. À, nhưng mà mình dám hứa với tất cả các bạn nghe, con 100 mà dòng bây giờ á, là RCF, giống như cái dòng hiện đại bây giờ mà mình đang xài, anh em xài rất là nhiều cái dòng RCF mà hàng nhập khẩu của Trung Quốc đó các bạn nha. Con 100 hoặc là con 125 đó, thì các bạn quýnh đi, các bạn nghe là ngon lành liền. Còn những cái dòng loa này thì các bạn thấy cái màng của nó mềm xèo à. Nó nói về lực á, là nó không đủ lực. Và cái thứ hai nữa, có thể là cái men của mình nó cũng không đáp ứng được những cái loa mà gọi là nó cao cấp hơn hoặc cái màng cứng hơn. Cho nên là cái lực của nó, các bạn nghe nó hùng vậy thôi, chứ thật sự nó không có lực và nó không chắc nha các bạn nha. Các bạn nghe cho rõ đi. Cái gì thì mình nói ra cái nấy các bạn, chứ không phải là cái gì mình sản xuất ra nó cũng là đồ tốt hết đâu. Nhưng mà nó phải nhờ về cái sự kết hợp của tất cả các bạn, nó mới ra được một cái chấp âm tốt nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ mở khúc cho các bạn nghe nữa nha. Cái không gian này thật sự mà nói là bất lợi lắm các bạn. Nó án lại một cái vách đó nè, rồi mình quay các bạn cũng không thấy được cái vàng luôn nữa. Mà bây giờ thật sự nó khó khăn quá các bạn. Miễn mà mở nhạc lên á, thì cái anh bên kia thì ảnh nói về cái vấn đề chó với mèo của ảnh không, ở dưới heo không à. Các bạn nghe tức không à, cũng như là nói thật sự mà nói không phải là cái gì. Ảnh thì cũng còn nhỏ tuổi các bạn. Nhiều khi ảnh đám tiệc á, ảnh cũng mướn cái dàn nhạc toàn là dàn nhạc dữ không đó các bạn. Đó, là kiếm những cái dàn nhạc nổi tiếng chơi không đó. Nhưng mà tới khi mình test nhạc, không biết là ảnh ghét mình cái điều gì mà ảnh không cho mình quay về cái hướng đó nữa. Ảnh cứ đổ thừa heo con của ảnh là nó nhảy lộn xộn trong chuồng, rồi nó làm sao tùm lum hết trơn các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình phải quay về cái hướng bên đây thôi. Đó, nhưng mà hướng bên đây thật sự mà bất lợi thiệt các bạn. Các bạn thấy là nó vướng lại một cái bức này nè, vướng ngay cái bức này. Rồi khi mà mình quay thì nó vướng ở chân chỗ cái chậu cây kiển đó, kế bên của chú đó trồng nữa. Các bạn thấy là cái chỗ mình nó không có cái, không có cái gì mà gọi là thuận tiện, các bạn thông cảm bỏ qua cho. Nói chung mình làm cái nghề này mình không biết là mình tạo phúc hay là tạo nghiệp nữa các bạn. Nói thật sự nha, bây giờ làm thì cố gắng làm mà sống thôi, chứ không biết mình tạo phúc hay là tạo nghiệp nữa. Tạo phúc là có thể là mình đem lại những cái gì đó cho anh em, tất cả các anh em mà hưởng được một cái âm thanh. Còn cái thứ hai nữa đó, thì mình tra tấn người ta ghét mình luôn. Nó thì thật sự mình cũng chưa hiểu được là cái nghề này mình đang tạo phúc hay tạo nghiệp nữa các bạn. Thật sự nó quá khó các bạn ơi. Đó, rồi test nhạc cũng vậy nữa. Các bạn thấy test những cái kênh khác này kia nhạc lạ thì bị dính bản quyền. Đó, còn riêng cái kênh này của anh này thì anh này ảnh không có bắt bản quyền các bạn ơi. Đó, nhưng mà mỗi một lần test thì
các bạn nói mình test nhàm chán quá à, tức là một cái dòng nhạc mà cứ test hoài. Các bạn thấy gì chứ làm cái YouTube nó rất khó chứ không phải là đơn giản các bạn à, các bạn chỉnh chút là không được à. Có thể nói là mình cảm ơn cái bên đội ngũ YouTube rất là nhiều trong suốt cái thời gian qua đã hỗ trợ cho mình đi tới cái con đường như thế này. Thì nói chung thì tiền bạc thì mình cũng chưa lãnh được một đồng xu các bạn nào hết đó, nhưng mà được cái là tất cả các bạn luôn ủng hộ cái sản phẩm bên mình và luôn theo dõi cái kênh mình trong suốt cái thời gian qua, thật sự là mình rất là cảm ơn và trong tâm của mình cảm thấy rất là hạnh phúc các bạn ơi đó. Thì một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và đặc biệt là các bạn Chí Nguyễn này đó, thì đã đặt cái sản phẩm bên mình để mà về thưởng thức trong gia đình hay là hoặc làm show gì đó thì mình cũng không biết, nhưng mà mình xin cảm ơn một lời chân thành nhất đó. Thì bây giờ thì ngày hết cũng Tết đã đến rồi các bạn ơi à, mình xin chúc cho tất cả các bạn và anh chị em bên đội ngũ YouTube à, chuẩn bị hưởng một cái đón nhận cái một cái mùa xuân thật sự thật là ấm áp và an lành à, bên gia đình của mình. Và chúc cho tất cả mọi người, người già, trẻ, bé, lớn, gần, xa trên mọi miền đất nước và cả thế giới này hết luôn, luôn luôn có một cái sức khỏe thật là bình an. Rồi thì một lần nữa thì mình cũng xin khép lại cái video tại đây. Hẹn với các bạn là một cái video kế tiếp nữa nha các bạn nha. Rồi mình xin kính chào.